Lượng đường trong máu bao nhiêu là tốt nhất? Chào mừng quý cô bác và các anh chị đã quay trở lại với kênh Sức Khỏe 99. Quý vị thân mến, trước khi đến với chi tiết nội dung ngày hôm nay, thì chương trình muốn là các cô bác hãy dành ra khoảng 10 cho đến 15 giây để viết xuống bên dưới chỉ số đường huyết của các cô bác hiện tại là bao nhiêu. Từ đó thì chương trình sẽ cùng cô bác kiểm tra xem mức đường huyết như vậy là đã ổn định hay chưa và có cần điều chỉnh thêm gì hay không nhé. Trong chương trình ngày hôm nay thì chúng tôi sẽ chia sẻ đến các bà con 3 nội dung kiến thức quan trọng ngay sau đây. Ở phần thứ nhất, đó là chúng ta cùng tìm hiểu lượng đường trong máu bao nhiêu là tốt nhất. Nắm được điều này thì chúng ta sẽ xác định là cần phải điều chỉnh mức đường huyết sao cho về mức an toàn để tránh được những biến chứng nguy hiểm có thể xảy ra. Tiếp theo là phần thứ hai, đó là cách giúp cho người bệnh tiểu đường kiểm tra xem mức đường huyết của bản thân có tăng quá cao hay không ngay tại nhà. Vì có một vài thông số mà bệnh nhân tiểu đường, đặc biệt là những người bệnh tiểu đường type 2 cần ghi nhớ trong video ngày hôm nay, nên cô bác hãy chuẩn bị ngay một tờ giấy và một cái bút để ghi chép lại ngay nhé. Và ở phần cuối cùng, đó chính là 6 món ăn mà bệnh nhân tiểu đường tuyệt đối phải tránh xa ngay để không bị tăng đường huyết. Quý vị thân mến, đây là những thông tin và những kiến thức rất quan trọng, nên các bác hãy dành trọn vẹn thời gian để theo dõi đến cuối chương trình. Nếu các bác có bất cứ câu hỏi hay ý kiến thắc mắc gì cần được hỗ trợ tư vấn giải đáp thì vui lòng để lại bình luận phía bên dưới hoặc gọi trực tiếp theo số điện thoại ngay trên màn hình để được hỗ trợ nhanh nhất và sớm nhất. Còn bây giờ, xin mời bà con cùng đến với nội dung chi tiết. Phần đầu tiên, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu lượng đường trong máu bao nhiêu là tốt nhất. Lượng đường trong máu bao nhiêu là tối ưu nhất đối với người bệnh tiểu đường? Thuật ngữ chỉ số đường huyết mà cô bác thường được nghe và sử dụng hiện nay thì thật ra nó đơn giản là nồng độ đường glucose ở trong máu của bản thân mỗi người, chứ nó không hề có điều gì phức tạp cả. Và điều mà mỗi người bệnh tiểu đường nào cũng đều mong muốn đó chính là làm thế nào để giúp cho đường huyết trong cơ thể giữ được ở trong vị trí bình thường và luôn ổn định. Nếu có dao động thì dao động cũng không thay đổi nhiều. Tuy nhiên thì để đạt được những điều này thì không phải dễ dàng. Và với kinh nghiệm hỗ trợ và chăm sóc cho rất nhiều bệnh nhân bị tiểu đường trên khắp cả nước cùng với các bà con kiều bào sinh sống và làm việc tại nước ngoài, thì chương trình thống kê được là số lượng người bệnh giữ được mức đường trong máu ổn định và lâu dài thì không có nhiều. Thêm vào đó là tình trạng sức khỏe của bệnh nhân không tốt, luôn ở trong trạng thái báo động vì lượng đường trong máu luôn ở mức cao và có nguy cơ xảy ra các biến chứng nguy hiểm là rất lớn. Những người bình thường nếu không kiểm soát tốt được lượng đường trong máu thì sẽ rất dễ dàng mắc phải căn bệnh tiểu đường và khi đã mắc phải căn bệnh này rồi thì rất khó có thể chữa khỏi hoàn toàn được. Đối với người đã mắc bệnh tiểu đường type 2 thì theo hướng dẫn chẩn đoán và điều trị đái tháo đường của Bộ Y tế, chỉ số đường huyết ở người bệnh tiểu đường type 2 thì nên giữ trong khoảng sau đây. Đường huyết lúc đói nên dao động khoảng 80 cho đến 130 mg trên decilit, tương đương với 4,4 đến 7,2 mmol trên lít. Đường huyết sau ăn từ 1 đến 2 giờ thì nên thấp hơn 180 mg trên decilit, tức là phải dưới 10 mmol trên lít và chỉ số HbA1c đảm bảo không vượt quá 7%. Tuy nhiên thì chỉ số đường huyết an toàn này có thể thay đổi và phù hợp hơn với từng người, tùy thuộc vào độ tuổi, giới tính, thời gian mắc bệnh, các bệnh khác hoặc các biến chứng kèm theo. Để cho các cô bác dễ hình dung thì chúng ta có thể có những ví dụ như sau. Mục tiêu của HbA1c dưới 6,5%. Thường thì đối với những người trẻ mới phát hiện ra mắc bệnh tiểu đường và chưa có biến chứng thì sẽ tập trung để đạt được các mục tiêu này. Tiếp đến là mục tiêu HbA1c trong khoảng dưới 8 cho đến 8,5%. Thì đối với người lớn tuổi đã mắc bệnh tiểu đường lâu năm hoặc có nhiều bệnh mắc kèm theo đã bị biến chứng trên thận hay tim mạch. Cô bác lưu ý là với chỉ số HbA1c thì nên đi kiểm tra định kỳ khoảng 3 tháng trên một lần. Và đối với những người không được kiểm tra HbA1c định kỳ 3 tháng một lần thì nên kiểm tra đường huyết lúc đói và đường huyết sau ăn thường xuyên bằng cách đo đường huyết cầm tay. Sau đó ghi lại chỉ số đường huyết trong bảng theo dõi. Và khi đi khám bệnh định kỳ hàng ngày thì cô bác nên mang theo nhật ký theo dõi chỉ số đường huyết hàng ngày của mình để giúp các bác sĩ hiểu rõ nhất về tình hình bệnh của các cô bác và từ đó thì bác sĩ sẽ đưa ra phác đồ điều trị cho từng bệnh nhân. Nếu chưa có điều kiện mua máy đo thì cô bác cũng nên đến bệnh viện kiểm tra đều đặn hàng tháng. Và khi đã đạt được mục tiêu đường huyết lúc đói nhưng chỉ số HbA1c vẫn còn cao thì người bệnh cần xem lại đường huyết sau ăn từ 1 cho đến 2 giờ để điều chỉnh lại chế độ ăn uống. Cô bác thân mến thì ngay bây giờ
hãy kiểm tra xem mức đường huyết trong cơ thể của mình có bị quá cao hay không bằng cách đơn giản là hãy lắng nghe thật kỹ những điều được chia sẻ trong phần thứ hai sau đây. Cô bác chỉ cần lắng nghe và kiểm tra xem xét lại cơ thể của mình theo hướng dẫn thì ít nhất cũng có thể đưa ra được những phán đoán về tình hình đường huyết trong cơ thể của mình. Cô bác hãy lấy giấy và sổ ra ghi chép thật kỹ nhé. Tiếp theo là phần thứ hai, cách kiểm tra xem mức đường huyết của bản thân có đang tăng quá cao hay không. Đường mang lại năng lượng cho chúng ta thực hiện các hoạt động hàng ngày, nhưng mức đường huyết tăng quá cao thì thực sự rất nguy hiểm, đặc biệt là đối với những người mắc phải căn bệnh tiểu đường. Sau khi trò chuyện với những cô bác bị mắc bệnh tiểu đường, thường thì mọi người có xu hướng lờ đi những triệu chứng khó chịu, cho rằng đó chỉ là vài triệu chứng vặt vãnh. Những cơn đau nhức, suy cho cùng cũng chỉ là một phần cuộc sống. Thế nhưng, khi các triệu chứng tưởng chừng nhỏ nhặt chất chồng từ ngày này sang ngày khác, thì nhiều khả năng đó là những dấu hiệu cảnh báo có một vấn đề sức khỏe lớn hơn, gây rủi ro khôn lường cho cuộc sống của chính bệnh nhân. Hãy cùng theo dõi danh sách các triệu chứng liên quan đến tình trạng mức đường huyết tăng cao để tìm cách khắc phục ngay sau đây nhé. Đầu tiên đó là luôn cảm thấy mệt mỏi. Tiếp đó là da khô và ngứa. Thứ ba đó là nhức đầu. Thứ tư là đi tiểu nhiều lần. Thứ năm là sụt cân. Thứ sáu là nhìn mờ mắt. Và thứ bảy là tiêu chảy hoặc táo bón. Thứ tám là người bệnh rất khó tập trung. Thứ chín đó là vết thương lâu lành. Và thứ mười là các ngón chân luôn cảm thấy tê lạnh. Dấu hiệu 11 đó chính là cảm thấy cáu gắt, bởi vì có nhiều giả thuyết có thể lý giải vì sao đường huyết tăng cao lại ảnh hưởng rất tiêu cực đến tâm trạng. Dù lý giải theo kiểu nào thì tình trạng bệnh nhân tiểu đường trở nên cáu gắt hơn bình thường là một thực tế đã được ghi nhận rất rộng rãi. Một số người nghi ngờ rằng do sự dao động về lượng glucose sẵn trong não là gốc rễ của vấn đề. Trong khi nhiều người khác thì cho rằng tốc độ dẫn truyền thần kinh kém ở não mới là nguyên nhân chính yếu. Nếu tạm đặt những suy đoán trên sang một bên thì ta có thể thấy chỉ riêng việc chịu đựng những triệu chứng của mức đường huyết tăng cao như là đi tiểu thường xuyên, ngứa da, mờ mắt, chân tay tê lạnh, các vết thương và vết lở loét lâu lành là đủ để khiến cho tâm trạng của bất kỳ ai trong chúng ta chuyển biến xấu. Và thông qua những dấu hiệu trên thì khi nhận thấy bản thân có hoặc nghi ngờ sức khỏe có vấn đề thì cần theo dõi và kiểm soát sớm nhất các bác nhé. Và thứ ba thì chúng ta cùng đến với ngay 6 món ăn bệnh nhân tiểu đường tuyệt đối phải tránh xa ngay để không bị tăng đường huyết. Thì bên cạnh những phương pháp ăn uống lành mạnh và chế biến khoa học cho các loại thực phẩm, quý vị cần lưu ý thêm một số món ăn thèm đến mấy cũng phải tránh xa khi mắc bệnh tiểu đường nhé. Món ăn thứ nhất chính là bánh chưng. Nếu nói đến loại thực phẩm mà khiến cho đường huyết của bệnh nhân tăng lên cao nhất thì không thể thiếu được món bánh chưng trong danh sách này. Việc ăn bánh chưng thì có thể làm tăng đường huyết là điều hoàn toàn chắc chắn chứ không còn nghi ngờ gì nữa. Gạo nếp chính là thành phần thực phẩm của bánh chưng. Loại gạo này có chỉ số đường huyết trong thực phẩm nằm trong nhóm cao nhất và bằng 85 nên sẽ gây tăng đường huyết sau ăn. Và đầu năm 2020 thì có một bệnh nhân đã gọi điện và thông báo về cho chương trình rằng đường huyết đã tăng tới 200mg trên lít khi mà ăn Tết xong. Và trước đó thì đường huyết của bệnh nhân luôn ổn định và chưa bao giờ lên tới con số 200mg trên decilit trước đó. Khi hỏi rõ nguyên nhân thì xác định được rằng trong quá trình ăn Tết, vì bệnh nhân ăn quá nhiều bánh chưng, ăn thường xuyên, ăn liên tục trong một thời gian dài. Và hậu quả là đi kiểm tra thì tá hỏa phát hiện ra là chỉ số đường huyết tăng vọt, phải tăng liều Tây y để nhằm kịp thời kiểm soát đường huyết. Tiếp theo là món xôi. Cũng giống như là bánh chưng thì xôi cũng là một món ăn có nguồn gốc từ gạo nếp và có chỉ số đường huyết rất là cao, hàng đầu trong bảng danh sách những thực phẩm có chỉ số đường huyết cao mà người bệnh tiểu đường nên tránh xa. Video trước thì các bác xem thì có thấy chương trình đã trực tiếp đo đường huyết cho bác gái là 58 tuổi sau khi bác ăn xôi vào buổi sáng. Trước khi ăn thì chỉ số đường huyết của bác là 5,1 và sau khi ăn xong bát xôi thì đường huyết lên tận 9,7mmol trên lít. Điều này chứng tỏ rằng thực sự rằng là ăn xôi đường huyết sẽ tăng lên rất cao. Nên các cô bác bị bệnh tiểu đường dù là mới bị hay là bị lâu rồi thì cũng nên tránh xa món ăn này. Món ăn thứ ba chính là cơm trắng. Nhiều bác có nói rằng ngày xưa các cụ toàn ăn cơm mà vẫn thấy khỏe mạnh chẳng vấn đề gì cả. Vâng thưa các bác, đó là ngày xưa thì các cụ ăn nhiều cơm nhưng lại lao động nặng, đi bộ hoặc là đạp xe. Còn ngày nay, lối sống hiện đại thì mọi người thường làm việc ngồi một chỗ, ăn uống thì ăn nhiều, ăn ngon, đi lại thì bằng xe máy, ô tô và rất lười vận động.
Vậy nên là để các cô bác không lăn tăn khi mà chương trình có đề cập đến món ăn này vào trong danh sách thực phẩm không tốt cho người bệnh tiểu đường nhé. Trên thực tế thì gạo trắng chủ yếu là đường và tinh bột, và khi ăn thì nó sẽ tiết ra chất kích thích giúp cho chúng ta có xu hướng ăn nhiều thịt, nhiều rau và thấy ngon miệng hơn hẳn. Và sau khi ăn xong bữa cơm thì nhiều bệnh nhân đi đo đường huyết mới thấy chỉ số đã tăng lên rất cao. Người bệnh tiểu đường thì vẫn có thể ăn cơm trắng, nhưng mà chỉ nên ăn khoảng một bát cơm trên một bữa. Còn nếu có thể thay thế hoàn toàn cơm trắng thì người bệnh nên thay bằng một thực phẩm khác an toàn và lành mạnh hơn, chẳng hạn như là cơm từ gạo lứt. Món tiếp theo chính là bánh mì trắng. Bánh mì trắng hay các loại bánh bông lan, bánh gato thì đều là những món nhiều tinh bột. Chỉ số GI của bánh mì trắng thì là 100 và thành phần toàn là tinh bột nên nó không hề có lợi cho người bệnh tiểu đường. Đặc biệt các bác bị mắc bệnh tiểu đường lại thích ăn bánh mì chấm sữa đặc cũng cần phải lưu ý. Biết đây là món ăn ngon nhưng hãy vì sức khỏe của mình mà dừng ngay việc ăn món ăn này lại. Thực phẩm thứ 5 chính là những đồ ăn nhanh, đồ ăn đóng hộp. Nhiều bà con thì có thói quen ăn uống chuộng các món ăn nhanh như là pizza, hamburger nhưng lại rất ít ăn rau xanh, dẫn tới cân nặng khó kiểm soát, cơ thể mệt mỏi và khó chịu hơn, thêm vào đó lại thèm ăn nhiều hơn. Những đồ ăn nhanh, đồ hộp rất kích thích vị giác vì có nhiều gia vị và ăn rất ngon. Tuy nhiên, đó lại là những món ăn rất có hại, vừa khiến tăng cân lại vừa khiến tích tụ những loại mỡ xấu trong người mà vừa làm cho đường huyết tăng nhanh chóng. Nên đây là thực phẩm bà con phải loại bỏ ngay. Và cuối cùng chính là bánh kẹo ngọt. Trừ một vài trường hợp khẩn cấp như là khi bị tụt đường huyết đột ngột thì cần ăn bánh kẹo ngọt để lượng đường huyết trở về mức ổn định thì người bệnh tiểu đường tốt nhất là nên tránh xa những đồ ăn như thế này. Bởi vì chất ngọt từ bánh kẹo là loại đường công nghiệp, đường hóa học, người bình thường ăn đã không tốt mà người tiểu đường thì lại càng cần phải tránh xa. Chính vì vậy mà cô bác kiêng được thì nên kiêng những món ăn như thế nhé. Các bác thân mến, vừa rồi thì chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu những kiến thức rất quan trọng về bệnh tiểu đường. Đầu tiên đó chính là lượng đường trong máu bao nhiêu là tốt nhất. Và tiếp theo phần thứ hai là cách giúp cho người tiểu đường kiểm tra xem mức đường huyết của bản thân có tăng quá cao hay không ngay tại nhà. Và cuối cùng là 6 món ăn mà bệnh tiểu đường tuyệt đối phải tránh xa. Hy vọng rằng những nội dung và những kiến thức trong video ngày hôm nay đã giúp cho các bác có thêm những hiểu biết nhất định để có thêm kiến thức cho quá trình phòng và điều trị bệnh tiểu đường ngay tại nhà. Cảm ơn các bác đã đón xem video. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.